quý vị, vị khách mời mà chúng tôi sẽ trao đổi ngày hôm nay là anh Huỳnh Tấn Thuế, giám đốc phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi của công ty chứng khoán Hồ Chí Minh. Và nội dung chính mà tôi sẽ hỏi anh Thuế trong phần trao đổi ngày hôm nay sẽ là khả năng chinh phục ở các mốc điểm mới của thị trường chứng khoán trong nước chúng ta sẽ như thế nào ngay trong tháng 7 này. Xin chào anh Thuế, cảm ơn anh Thuế đã đến đây tham gia chương trình. Chúng ta thấy rằng cái phiên giao dịch đầu tuần ngày hôm nay đó thì VN Index tiếp tục giảm điểm. Như vậy thì chúng ta đã có một vài phiên điều chỉnh của VN Index rồi. Và lý giải cho cái sự giảm điểm liên tục như thế này đó thì anh có những cái lời giải thích như thế nào? Có thể là các nhà đầu tư lớn họ đã nản lòng hoặc là họ chỉ đang tạm ngơi nghỉ trong một thời gian ngắn thôi. Thị trường vừa rồi thì có một đợt điều chỉnh giảm ngắn hạn. Lý do của đợt điều chỉnh giảm này á, thì đầu tiên đó là xuất phát từ cái nhà đầu tư nước ngoài. Thì khi mà nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian vừa qua với những cái dấu hiệu của nền kinh tế vĩ mô mình có dấu hiệu hồi phục, đặc biệt là cái cơ hội mà Việt Nam đứng trước cơ hội mà tham gia vào cái hiệp định TPP, thì nhà đầu tư nước ngoài họ thông qua ETF, họ thông qua BNOT, họ giải ngân một lượng vốn rất là mạnh vào trong một thời gian khoảng tầm một tháng. Thì tính đến cái thời điểm mà trong tháng 6 đến tháng 7 này thì họ giải ngân đến thời điểm này là họ mua ròng khoảng tầm 2.000 tỷ, nó một số tiền rất là lớn. Và sau một cái khoảng đầu tư ban đầu như vậy thì nhà đầu tư nước ngoài bây giờ họ sẽ dừng lại để mà họ chờ những cái thông tin xác nhận trong thời gian tới về cái việc mà Việt Nam những cái đàm phán của TPP vào cuối tháng 7 này. Bên cạnh đó thì đứng ở góc độ nhà đầu tư trong nước thì sau một khoảng thời gian nhóm ngân hàng, nhóm chứng khoán và nhóm bảo hiểm, những cái mã cổ phiếu blue chip dẫn dắt thị trường tăng điểm khá là mạnh và tiệm cận cái ngưỡng kháng cự mạnh là 645 trên VN Index và 91,5 trên sàn Hà Nội, thì với cái mặt bằng giá nó không còn hấp dẫn lắm cộng với một cái ngưỡng kháng cự mạnh thì cái tâm lý chốt lời trong ngắn hạn cũng bắt đầu xuất hiện, và đó mà mình nghĩ là những cái lý do chính của cái đợt điều chỉnh vừa rồi. Vâng, cảm ơn anh. Và chúng ta thấy rằng là chỉ trong vòng khoảng 2 tháng qua thôi thì VN Index đã tăng khoảng 100 điểm, nghĩa là tương đương với 20% của cái tổng cái chỉ số của Index. Thì chúng ta cũng thấy rằng là trong vòng 2 tháng qua thì một cái kịch bản nó cứ diễn đi diễn lại, tái đi tái lại, đó là thị trường tăng điểm và một vài phiên, xong rồi tăng điểm mạnh, xong rồi sau đó một vài phiên điều chỉnh, sau đó lại tăng điểm mạnh. Tuy nhiên chúng ta thấy một cái điểm quan trọng rằng đó là cái mốc sau lúc nào, cái đỉnh sau lúc nào cũng cao hơn cái đỉnh trước. Vì thì tại bây giờ đó, cái đỉnh của VN Index hiện giờ là đang là ở 620 mấy điểm. Như vậy thì chúng ta đã gần hết tháng 7 rồi, thì thời gian còn lại của tháng 7 và trong tháng 8 thì theo anh rằng cái kịch bản này nó tiếp tục diễn ra hay không? Nghĩa là các dòng tiền của nhà đầu tư lớn, của các market maker và các nhà đầu tư nước ngoài nó có tiếp tục coi như là lặp lại cái kịch bản như là vừa diễn ra trong 2 tháng vừa qua? Đầu tiên thì tôi xin xác nhận là hiện giờ cái xu hướng chung và dài hạn của mình đó thì vẫn là đang một xu hướng tăng. Cái đợt vừa rồi á, điều chỉnh thì giống như những cái lý do tôi đưa ra thì cái này là chỉ điều chỉnh với mặt ngắn hạn thôi. Thì trong thời gian tới, đặc biệt là trong cuối quý 3 tầm khoảng tháng 9 thì có rất là nhiều cái thông tin khả năng hỗ trợ thị trường như là TPP, như là nới râm, hay là những cái thông tin về giao dịch T0 và thanh toán T+2. Thì đó là những cái thông tin mà rất là tốt hỗ trợ thị trường. Nên tôi nghĩ là cái việc mà thị trường điều chỉnh trong thời điểm hiện tại á, thì chỉ để điều chỉnh ngắn hạn thôi. Và cái ngưỡng hỗ trợ mạnh hiện giờ nó sẽ xoay quanh 615 điểm. Hoặc là nếu mà trong trường hợp mà nếu mà thị trường có điều chỉnh thêm một xíu nữa thì tôi nghĩ là khoảng tầm 600 thôi. 600 đến 615 là cái ngưỡng hỗ trợ rất là mạnh. Và sau khi mà điều chỉnh xong thì với cái những cái điểm rơi thông tin rất là tốt trong thời gian tới thì tôi nghĩ là khả năng thị trường có khả năng sẽ chinh phục những cái đỉnh cao mới. Và có khả năng thị trường sẽ chinh phục 670 trên sàn thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Và cũng hy vọng rằng là thị trường sẽ tiếp tục chinh phục ở những mốc điểm mới. Cảm ơn anh. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là anh Huỳnh Tấn Thuế đến từ công ty chứng khoán HSC. Bây giờ thì mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi lại các thông tin chính đã phát. Giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục mất hơn 400.000 đồng mỗi lượng sau khi mở cửa. Giá mua vào của vàng SJC xuống mức 32,6 triệu đồng, bán ra là 32,9 triệu đồng một lượng. Vàng trong nước mất giá chủ yếu là do giá thị trường thế giới lao dốc xuống mức thấp nhất trong 5 năm qua. Các nhà đầu tư vẫn đang bán vàng vì lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ nâng lãi suất năm nay và Trung Quốc mua dự trữ ít hơn dự kiến.
Từ 15 giờ chiều nay thì giá xăng dầu bán lẻ đã được điều chỉnh giảm theo điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính. Trong đó các mặt hàng dầu có mức điều chỉnh giảm đến hơn 1.000 đồng một lít. Các mặt hàng xăng có mức giảm thấp hơn khoảng 425 đồng một lít đối với xăng sinh học E5 và 260 đồng một lít đối với xăng RON92. Như vậy thì giá xăng bán lẻ đã được đưa về không quá 20.120 đồng một lít. Trong cuộc họp thường trực Chính phủ về quy hoạch phát triển công nghiệp ô tô Việt Nam mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo việc điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô. Với định hướng hiện tại thì nhiều dự đoán cho rằng thuế tiêu thụ đặc biệt thời gian tới sẽ giảm cho những dòng xe nhỏ và tăng ở những dòng xe có dung tích lớn. Hiện nay thì Việt Nam đang áp 3 mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô du lịch dưới 9 chỗ là 45%, 50% và 60% ứng với các dòng xe có dung tích dưới 2 lít, 3 lít và trên 3 lít. Chính phủ Mỹ và chính phủ Cuba cho hay sẽ mở đại sứ quán tại hai nước, thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ hai bên sau 54 năm đóng băng. Điều này có thể mở ra nhiều cơ hội kinh tế cho người dân hai nước. Tuy nhiên, mặc dù mở đại sứ quán ở hai nước, nhưng các lệnh trừng phạt kinh tế Mỹ áp đặt lên Cuba vẫn còn hiệu lực và chỉ có quốc hội mới có thể gỡ bỏ. Sau nhiều ngày mưa liên tục, thì nhiều khu vực ở bang Madhya Pradesh của Ấn Độ đã chìm trong lũ, khiến mọi hoạt động mua bán và sinh hoạt của người dân bị xáo trộn. Mưa xuống mang lại niềm vui cho hàng triệu nông dân tại Ấn Độ, nhưng nếu mưa to kéo dài thì nước này phải đối mặt với rất nhiều thiên tai như lũ lụt, lở đất, đặc biệt là căn bệnh dịch tả. Phần tóm tắt vừa rồi cũng đã kết thúc lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và xin quý vị đừng quên ghé website của FBNC để có thêm thông tin và video của các chương trình trên kênh FBNC. Quý vị cũng có thể xem lại tất cả các chương trình đã phát của chúng tôi tại website fbnc.vn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.